Đây nè các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Sòn nãy giờ quay không được nên là mướn đây một cao thủ võ lâm từ ở câu lạc bộ thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh mới xuống. Rồi quay thử một cái đi bạn Lộc ơi. Rồi thấy ghê chưa? Rồi bây giờ anh Lộc sẽ dạy bạn Kiệt chơi nha. Rồi bạn Kiệt làm thử coi. Rồi từ thôi, từ thôi. Rồi không được này, giờ anh Lộc làm lại nè. Rồi làm lại đi anh Lộc ơi. Rồi dích lên, dích lên. Wow, hay quá. Rồi vô bạn Á Sòn ơi. Vô. Rồi bây giờ bạn Á Sòn với bạn Kiệt làm thử nha. Rồi anh Lộc làm thử cái cho bạn Á Sòn coi đi. Rồi dích lên. Wow, hay quá. Rồi dích lên, dích lên, dích lên. Và các bạn ơi, hôm nay bạn Sòn, bạn Kiệt với bạn Bin với bạn Châu sẽ chơi trò chơi yo-yo nha. Rồi, đây, đây, bạn Bin ráp xong cái yo-yo rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình ráp mấy cái yo-yo này nghe. Rồi, bắt đầu ráp dây vô. Đây, bạn Sòn, wow, đó. Wow, yo-yo của bạn Kiệt ráp xong rồi kìa. Bạn Bin của con xong chưa? Rồi, con quấn dây vô, lấy dây quấn vô. Đây, của bạn Sòn ráp xong luôn rồi. Wow. Thì đấu ai đâu hơn nha bạn Sòn. Ở đây nè các bạn ơi, mình có quá trời yo-yo luôn. Đây này là yo-yo hình con chó sói nè. Yo-yo hình con khủng long. Đây một con chó sói màu xanh nữa. Đây của bằng pin là yo-yo gì vậy? Đâu của bằng pin là yo-yo con chim đại bàng, chim ưng á. Đây thêm một con chim ưng màu xanh nữa nè. Đây của bạn Văn Châu rồi, con khủng long yo-yo, con khủng long màu xanh. Con khủng long trứng. Thôi bây giờ mình ráp hết đi, mình ráp hết yo-yo lại luôn nha. Đây mình lấy dây mình cột vô. Này ráp sao à bằng Kiệt? Bây giờ phải tháo ra. Rồi mình tháo ra nghe, xong rồi gắn dây vô. Đây cái đầu dây người ta đã làm luôn nha các bạn. Đó, mình gắn vô như vậy nha. Rồi hãy gắn cái cục này vô. Để nắp lên. Rồi mình dặn ốc lại. Cố dặn cho chắc nha các bạn. Rồi mình gắn cái đầu vô nữa phải không? Đầu gì ta? Đây gắn cái đầu con chim đại bàng vô đi, chim ưng nè. Gắn vô như chiếc nhẫn vậy đó, đeo như vậy nè. Rồi bây giờ mình Kiệt sẽ gắn cái đầu này vô nghe. Đeo phải sọt. Xong rồi. Rồi quấn dây lại. Rồi có bạn Bin của con xong chưa? Đây có bạn Bin xong rồi nè. Rồi bạn Bin bắt đầu chơi rồi hả? Rồi có quấn dây vô. Quấn dây vô. Đúng rồi, quấn gì đó. Hay quá rồi. Rồi bây giờ bạn Kiệt với bạn Bin sẽ chơi thử cho các bạn xem nha. Wow, nó xây luôn kìa, đã ghê chưa. Rồi, của bạn ăn Á Sòn sống chưa? Bạn Á Sòn. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, thả ra. Wow. Trời ơi, kỳ á. Không bay lên được hả? Đâu bạn Kiệt? Bạn Kiệt. Bạn Sòn biết chơi không? Nè giờ bạn Kiệt chơi nè. Bạn Kiệt thả ra rồi móc lên luôn bạn Kiệt ơi. Rồi bạn Bin có biết chơi không? Rồi nè giờ bạn Kiệt thả ra nha. Wow, hay ghê chưa? Ôi. Rồi làm lại nha. Rồi bây giờ là thi coi ai mà cho con yo-yo này quay lâu nhất nè. Rồi chuẩn bị nha. Rồi thả ra, bạn Châu thả thử coi. Thả ra là níu lên nha. Rồi níu lên. Không được hả? Đâu bạn Sòn coi. Trời ơi. Trời ơi. Đây các bạn ơi, mấy bạn này không biết chơi, có mình bạn Kiệt biết chơi à. Wow, hay dữ hả? Cái nữa. Trời ơi, kẹt rồi hả? Rồi dính rồi, gỡ dây ra, rối rồi. Rồi lôi đi luôn.
lôi xe chạy thôi, thử coi, lôi xe chạy luôn. Đây các bạn ơi, cái này mình lôi đi chơi cũng được nè. Đó, rồi dắt chó đi dạo nha. Rồi băng pin bỏ xuống lôi thử. Rồi con lôi thử coi. Rồi lôi chạy nghe. Wow, lôi mạnh lên. Rồi lôi mạnh lên. Chạy. Wow. Rồi lôi ra nghe. Rồi lôi ra đây. Lôi ra đây, đừng lôi vô nhà nữa. Rồi lôi ra đây nghe. Rồi chạy đi, chạy lên đây. Trời. Rồi kêu sòn quắn cho con đi. Đây con vô con lăn nghe. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ làm lại một cái tuyệt chiêu nghe. Tuyệt chiêu vô vô. Ôi, ôi chưa, ôm lên. 1, 2, 3 chuẩn bị vô. Vô là tao. Quá. Rồi bạn nó sòn quá luôn. Bây giờ là bạn nó sòn với bạn Kiệt sẽ chơi một tuyệt chiêu vô vô nghe. Vô vô quay 100 vòng luôn. À, đây nè các bạn ơi, bây giờ là bạn Kiệt với bạn Sòn sẽ chơi một tuyệt chiêu vô vô. Một kỹ thuật cao nghe, siêu cao luôn. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu thôi. Wow. Rồi, một vòng, còn bạn Kiệt đâu? Wow, ít rồi. Các bạn ơi, kỹ thuật này đã bị lỗi rồi, bắt đầu giờ làm lại nha. Hồi nãy bạn Kiệt có một chiêu kỹ thuật rất là hay. Rồi, cho bạn Kiệt làm lại một chiêu cuối cùng đi. Này là tuyệt chiêu luôn á, chiêu cấp cao nhất luôn á, chiêu cấp thứ 12 luôn. Rồi tới bạn nó sòn nha. Wow, quay hay quá. Rồi bạn nó sòn giờ thảy lên thảy xuống không. Đây các bạn ơi, con video này chỉ có cái nhiệm vụ của nó là thảy xuống xong rồi chụp, thảy xuống xong rồi chụp. Các bạn có một tuyệt chiêu à? Một tuyệt chiêu của bạn Kiệt. Đây tuyệt chiêu của bạn Kiệt nãy giờ làm chưa xong luôn nè. Wow, làm lại bạn Kiệt ơi. Rồi bạn Kiệt đang lấy con khác rồi. Rồi lại nghe bạn Kiệt làm tuyệt chiêu đi. Rồi chuẩn bị nha, tuyệt chiêu cuối cùng. Tuyệt chiêu này chiêu gì? Rồi. Đây các bạn ơi, bây giờ sẽ chơi tuyệt chiêu thải xuống chụp, xong rồi mình chơi tuyệt chiêu đưa võng đi. Rồi bây giờ bạn Sòn với bạn Kỳ sẽ chơi tuyệt chiêu đưa võng em bé nha. Rồi quay lại đưa võng em bé. Wow, hay quá. Wow, bạn Sòn cũng hay ghê luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ thi có ai chụp lâu nhất nha. Thảy lên thảy xuống, ai chụp lâu nhất là thắng nè. 1, 2, 3 chuẩn bị. Wow. Ơi bạn Kiệt có 2 vòng mà bạn Sòn 4 vòng rồi, 5 vòng luôn. Wow, rồi bạn Sòn được 5 vòng. Wow. Ý ơi, trời Kiệt hay quá. Mấy vòng rồi? Rồi bây giờ làm lại nha. Đây nè các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Sòn nãy giờ quay không được nên là mướn đây một cao thủ võ lâm từ ở câu lạc bộ thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh mới xuống. Rồi quay thử một cái đi bạn Lộc ơi. Rồi hay ghê chưa. Rồi bây giờ anh Lộc sẽ dạy bạn Kiệt chơi nha. Rồi bạn Kiệt làm thử ơi. Rồi từ thôi. Rồi không được này, giờ anh Lộc làm lại nè. Rồi, làm lại đi anh Lộc ơi. Rồi dích lên. Wow hay quá. Rồi vô bạn Sòn ơi. Vô. Rồi bây giờ bạn Sòn với bạn Kiệt làm thử nha. Rồi anh Lộc làm thử cái cho bạn Sòn coi đi. Rồi dích lên. Wow hay quá. Rồi dích lên. Nhẹ, chưa được. Bạn Kiệt làm mạnh quá. Rồi dích lên. Nè dầm thầy Lộc làm lại nè. Đó thầy Lộc làm thấy không, nhẹ nhàng không. Rồi dích lên. Đó. Rồi bạn Sòn làm thử đi. Rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ cho thầy Lộc nha. Thầy Lộc làm thử kỹ thuật cho bạn A Kiệt với bạn A Sòn coi nha.
Rồi bắt đầu thôi bạn Lộc ơi. Đưa được không? Quá hay quá. Rồi anh Thần đưa giọng đi. Rồi các bạn bây giờ mình coi bạn Lộc làm lần cuối nữa mình nghỉ nha. Rồi hay quá.